Mới đây ngày 30 tháng 9 năm 2023, mới doanh nghiệp này đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo đó, lô trái phiếu h 79 ch 2123004 do công ty cổ phần Hưng Thịnh Len phát hành ngày 18 tháng 3 năm 2021, có tổng giá trị là 300 tỷ đồng Việt Nam. Lô trái phiếu nói trên có ngày thanh toán theo kế hoạch 30 tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, đến ngày thanh toán Hưng Thịnh Len, chưa thanh toán được tiền lãi và gốc của lô trái phiếu này. Trong một diễn biến khác, Mới đấy đơn vị này cũng bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt theo đó. Ông Võ Văn Thư Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Lan được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty, ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Giám đốc Khối pháp chế, ông Nguyễn Văn Thắng Giám đốc Khối pháp lý đầu tư, ông Nguyễn Trọng Bảo Giám đốc Khối quản lý đầu tư và bà Phạm Anh Thư, Giám đốc Khối dịch vụ khách hàng được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Lan. Theo Hưng Thịnh Len Công ty là thành viên nòng cốt song hành cùng tập đoàn Hưng Thịnh phát triển, thành công hàng loạt dự án bất động sản. Trong suốt nhiều năm qua, cung cấp ra thị trường hơn 30.000 sản phẩm, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng. Hưng Thịnh Len hiện đang sở hữu và phát triển 59 dự án đa dạng với chất lượng và giá trị thực trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất hơn 3.300 hecta ở những vị trí chiến lược, phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng. Không chỉ Hưng Thịnh Len chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu, công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhân nằm trong hệ thống của Hưng Thịnh Group. Cũng có văn bản báo cáo về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu lô hqnch 2124002 Được biết, lô trái phiếu trên có giá trị 500 tỷ đồng với kỳ hạn phát hành là 3 năm. Cùng với đó, hai lô trái phiếu có mã hqnch 2124003 và hqnch 2124004 do đơn vị này phát hành năm 2021 sẽ được gia hạn thêm 2 năm, tổng giá trị 4.000 tỷ. Lý do chậm thanh toán gốc và lãi một số lô trái phiếu mà các thành viên của Hưng Thịnh Group đưa ra đều cùng một lý do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi dẫn đến tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiền thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn theo kế hoạch.